Người mạo hiểm, bá chủ thời gian. Tập phim Triều đại vua Hốt Tất Liệt. Từ đó chết mất. Các cậu có biết cái gì đây không? Mà thôi, không cần biết. Nếu là món cây sầu tớ cũng ăn. Tớ đói lắm rồi. Các người đừng đặt năng lượng tối đa cho việc phá hoại lịch sử sắp tới. Các người biết phải làm gì rồi đấy. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Lần này ta mong chờ một màn trình diễn xuất sắc đấy. Nhanh các cậu, đến đây mau. Sorry, Paul. Xin lỗi, Paul. Ôi. Come on, guys. Đi nào. Nhìn kìa, đi nào. Chúng ta cùng quay cho chóng đôi bạn này nhé. Chơi luôn, chạy tới chỗ mê cung đi. Bắt được rồi. Tớ đây, đồ ngốc. Có biết chúng ta đang ở đâu không? Ôi, tuyệt thật. Được rồi các cậu, tớ sẽ bật kênh siêu báo. Ồ, đây rồi. Chuyện hình trực tiếp từ nhà tù ảo. Có phải em đó không? Tất cả các em ở đó chứ? Vâng thưa thầy, nhưng nghe tiếng thì giống như thầy đang ở một cuộc thi vỏ túi ni lông. Được rồi, thầy không có nhiều thời gian đâu ạ. Những gã virus đã về thế kỷ 13 ở Trung Quốc, thời vua Hốt Tất Liệt. Và lúc này Marco Polo đang trên đường đến đó. Ôi không, thầy bị mất sóng rồi. Theo tính toán của thầy, lũ virus đã đến Trung Quốc rồi. Vì vậy chúng ta mất liên lạc rồi, nhưng tớ có tọa độ rồi. Chúng ta sẽ trở về đại đô, tức là Bắc Kinh bây giờ, năm 1292. Cậu cho bọn tớ tới đó vào lúc ăn tối nhé, được không? Tớ sẽ cố kiếm bức bàn cạnh cửa sổ. Kỳ câu, đây không phải lúc trình diễn thể dục nhịp điệu đâu. Bình tĩnh đi, Paul. Chúng ta không muốn làm nó tức giận đâu. Tôi đếm đến ba. Các cậu dang rộng tay ra và hét càng to càng tốt nhé. Spread your arms wide and shout as loud as you can. I want. Tớ muốn ăn tối chứ không muốn biến thành bữa tối của nó đâu. Một, hai, ba.
Wonderful. Tuyệt lắm. Hãy cho ta biết tên ngươi. Chắc đó là vua Hút Tất Liệt. Hãy tận dụng tôi đi, Kiko. Đúng đấy. Hãy làm cho chúng ta được mời đến dự bữa tiệc triều đình. Một bữa tiệc hoành tráng vào. Marco Polo, cử người đến đúng không? Người là công chúa Nhật Bản ông ấy vẫn kể với ta. Công chúa Kiko, xin được khấu kiến bệ hạ. Cứ tự nhiên nhé. Đoàn của Marco còn cách đây bao xa nữa? Ông ấy gửi tin rằng hôm nay sẽ trở về từ chuyến đi từ phía Nam. Cháu rất tiếc, cháu không biết ạ. Ta hy vọng ông ấy sẽ tới sớm. Chúng ta đã săn được 5 con lợn lòi, 2 con gấu và 8 con hiều cho bữa tiệc chào đón ông ấy. Chắc từ xa xỉ không có trong từ điển của ngài đâu nhỉ. Lần này những chiến binh virus của ta rất hoàn hảo. Ta sẽ làm bá chủ lịch sử. Ôi con này và con kia. Ôi không. This must be from Marco. Chắc là thư từ Marco. Ông ta mệt mỏi vì phải phục tùng ta. Ông ta sẽ về quê nhà nước Ý. Và ông ta mang theo tất cả vàng bạc châu báu thu được như đã hứa. Một kẻ trộm vô ơn bạc nghĩa. Đó là kho báu của ta. Tôi nhớ vụ này trong cuốn Marco Polo Du Ý. Dĩ nhiên là nếu ông ta lấy trộm thì ông ấy sẽ không viết về nó, đúng không? Nói cho bọn tôi biết mọi chuyện nào. Để tớ kiểm tra. Được rồi. Ông ấy rời Trung Quốc vào năm 1292. Ông ấy và vua Hút Tất Liệt là bản thân. Nên nếu vua Hút Tất Liệt bị bắt quan trộm kho báu thì nhà vua sẽ tìm ông ấy và sống ông ấy vào một tối. Chính xác. Và như vậy có nghĩa là Marco sẽ không thể trở về Ý và không thể viết cuốn sách nổi tiếng thế giới Marco Polo Du Ý. Vậy chúng ta đã biết lũ hacker đang định giở trò gì rồi. Thật không thể tin nổi. Ta không thể tin Marco lại làm như vậy. Sau tất cả những gì ta đã làm cho ông ta, có thể đó chỉ là nhổ lắm. Đúng vậy. Phải có câu trả lời thích đáng cho chuyện này. Ngài còn nhớ sự gặp gỡ giữa trăng tròn và sao Kim là điềm báo cho hành vi phản trắc không? Quan Hu nói đúng. Những vì sao đã báo trước cho ta điều đó? Mà sao ta lại phải nghe lời nhà ngươi nhỉ? Có khi Marco cử người đến hòng đánh lạc hướng ta thì ông ta dễ bề trốn thoát. Sao cơ? Không. Ta e là ta sẽ phải giam nhà ngươi lại, công chúa, cho đến khi Marco Polo bị bắt. Đó chỉ là một quyển sách thôi mà. Chỉ là một quyển sách đấy. Đó là một quyển sách. Nếu không có quyển sách đó, thế giới phương Tây sẽ không bao giờ biết tới những tinh hoa như mì Ý, lúa gạo hay thậm chí súng đạn. Nghĩ đi các bạn. Vụ này không được. Của thần Kiko. Ít nhất thì cậu ấy cũng được ăn. Hãy báo cho tất cả các tướng quân của ta, bất cứ ai tìm ra được tên ngoại quốc phản trắc đó sẽ được thưởng hậu ích. Là hắn, gã virus của tên hacker. What do you know? Anh ta là ai thế? A gym một gã nghiện tập gym. Trở về cung điện ngay. Ngày hôm nay không còn là ngày đẹp như ta mong đợi rồi. Xin lỗi nhé Paul. Gã người máy kia đã đi được nửa đường tới Thượng Hải rồi chứ? Chúng ta sẽ không bắt được hắn đâu. Đừng chắc chắn như vậy, đi thôi. Người là con tim của ta.
Nhưng vì ngươi có dòng dõi hoàng gia nên ta sẽ coi ngươi như khách quý, công chúa. Thưa bệ hạ, thế còn những con vật ta đã săn và kế hoạch mở tiệc thì sao ạ? Những món ngon đó không nên bị lãng phí. Nhà ngươi sẽ dự tiệc với ta tối nay. Mình vừa nghe thấy trước tiệc phải không nhỉ? Ngươi có vẻ nhanh nhẹn đấy. Có lẽ ta sẽ dùng ngươi trong nhà bếp. Bếp sao? Được ạ. Giờ tính sao? Không, đừng mà. Vui mà. Hãy moi chuột và sửa sạch nội tạng của con bò kia. Hắn biến mất rồi. Sao thế được nhỉ? Chúng ta không còn cách xa đâu. Có một hố to ở phía trước. Thực tế là chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây thôi là sẽ ngã xuống đó. Có ai đó nói tiếng trêu rừng không? Tớ không nghĩ là nó hiểu. Tớ có thấy gì đâu ác. Còn 10 giây nữa. Đến lúc quanh lại rồi. 3, 2, 1. Đây là thành phố mới của Đại Đô. Wow. Nhưng thành phố cũ bị sao ạ? Những ngôi sao đã nói cho Wan Hu biết rằng người dân ở thành phố cũ sẽ nổi dậy chống lại ta. Ta cũng muốn điều đó xảy ra và cũng không muốn làm hại người dân, nên ta đã xây thành phố mới. Như vậy vẫn là những người dân cũ, chỉ là sống ở thành phố mới thôi. Đúng vậy, hiểm họa được ngăn chặn mà không phải đổ máu hay chém giết. Ngài nghe theo các vì sao trong mọi việc ngài làm sao? Đúng vậy, ta có 5.000 nhà tiên tri nghiên cứu siêu tinh học. Wan Hu chính là quân sư của ta. Ông ấy có những dự đoán chính xác nhất. Cậu không sao chứ? Ôi, đầu óc tớ quay cuồng quá. Tớ không biết là chúng ta chết cứng rồi hay chúng ta chuẩn bị chết nữa. Này, các cậu biết gì không? Ad nói đúng. Ý cậu là sao? Tớ không bao giờ nói sai đâu. Thử nói một vụ xem nào, chỉ cần một vụ thôi. Đoàn xe của Marco Polo. Ông ấy đã đi thu nạp tất cả những chỗ này cho của Hồ Tất Liệt. Bảo sao ông ấy nhiệt tình thế, chỗ này đáng giá cả một gia tài. Bức thư này vừa được chuyển đến, nó từ vua Agun, vua của miền Cận Đông. Em họ ta Agun lại muốn lấy vợ nữa và muốn cưới một cô dâu Mông Cổ. Khôn quá. Đi thôi, ta phải tìm cho cậu ta một cô vợ tử tế. Cháu muốn học về các vì sao. Xin ngài hãy chỉ cho cháu cách để dự đoán được điểm lành hay điểm xấu. Đi nào, ta sẽ chỉ cho cháu sơ đồ sao của ta. Cứu với, cứu. Để cháu đoán, ngài là Marco Polo. Các cháu đúng là người trời cử tới rồi. Cứ gọi cháu là Nevin và Fire. Sao ngài xuống được đây? Tối qua, có hai kẻ lạ mặt ăn trộm pháo hoa ta để dành cho sinh nhật vua. Chúng đốt pháo hoa, đánh súc vật của ta, dọa người hầu của ta, sợ bỏ đi. Sau đó, chúng trói ta lại và mang ta tới nơi hoang vu này. Những kẻ lạ mặt đó, chúng đi đâu rồi ạ? Chúng nói chúng sẽ đốt hết đống pháo hoa, rồi bỏ lại ta và đoàn của ta ở nơi này mãi mãi. Chúng đi hướng đó, đuổi theo đi, chúng cháu sẽ quay lại. Ta luôn thích những vụ nổ. Sao chúng không nổ hết nhỉ?
Ta biết tại sao rồi. Không, lại là chúng sao? Cái gì vậy? Ba cá là trong hai người các người, chẳng ai có nổi chỉ số IQ cao bằng nhiệt độ trong phòng. Đó là quân lính của vua Hốt Tất Liệt, chính là pháo hoa của người đã dẫn họ tới đây. Quân đội Mông Cổ, chúng ta phải làm sao đấy? Đừng lo, ta sẽ xử lý được. Đừng để lũ nhóc kia trốn thoát. Các ngài đang truy tìm tên phản bội Marco Polo đúng không? Tôi đã bắt được hắn. Hãy xem đi, hắn và hai đồng bọn của hắn cùng kho báu của đại vương Hố Tất Liệt. Hắn nói dối đấy, đừng tin hắn. Chúng tôi có thể giải thích mọi chuyện. Nếu có chuyện gì, thật không thể tin được vua Hốt Tất Liệt lại tìm câu chuyện biên đặt đó. Chợt tự đi, những người này là ai? Tại sao chúng lại làm thế với ta? Ngài tin không? Nếu chúng là những gã nghề máy công nghệ cao được tạo nên từ hệ thống máy tính của thế kỷ 21, người gì cơ? Ta nói là chợt tự cơ mà. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc cho sự trở lại của Marco. Nhà người có muốn thay chỗ hắn không? Cháu biết người kia sao? Ông ta đã bắt được Marco Polo. Các bạn của cháu cũng bị bắt cùng hắn ta. Vâng, ngài cứ ra đó đi ạ. Cháu cần phải chải đầu ạ. Át, mình phải cần át. Đỡ cần át, nhanh lên. Kỳ cấu được rồi, chủ tình của chúng ta đây rồi. Át, nhanh lên. Còn át, còn bọn tớ thì sao? Các người thì sao? Ui, trông nó thật là... Chúng ta phải gỡ con lợn lòi này ra khỏi xiên. Thôi mà, anh bạn kia, anh có thể gỡ nó ra chỉ với một cái búng tay thôi mà. Tôi nói trước, mấy cái con vật to lớn này không phải thế mạnh của tôi đâu. Món này ngon quá. Át, chúng ta cần chút ảo thuật đấy. Được rồi, giống như chơi bài thôi. Đừng bảo tớ là 9 bích hay 10 bích. One Who nói gì nhỉ? Mưa sao băng thể hiện một việc không phải như ban đầu mọi người nghĩ. Kiko, cái vụ chụp hình đó toàn vớ vẩn thôi. Cậu có biết tớ là cung song tử không? Ồ, cứ làm đi, được chứ? Được rồi, được rồi. Thế nó có phải là quần Jizu không? Nó là điềm gì vậy? Ta chưa từng được ăn món nào ngon như thế này. Chuyện gì vậy? Thần có gì chỉ cảm ơn. Hãy đưa Marco Polo tới đây. Có lẽ đã đến lúc ta cần nghe câu chuyện từ phía ông ấy. Polo, tên phản chắc đó. Thần sẽ không để hắn tới gần ngài đâu. Hắn không đáng tin. Việc quyết định là việc của ta. Nhà ngươi sao? Polo lừa ngài đấy. Không, đừng động vào pháo hoa. Ôi, nhà ngươi sao? He's
là một kẻ phản bội. Ngài đừng tin hắn ta. Đóng hắn ta vào ngục. Không, không, chuyện này không thể xảy ra được. Ta đã kiểm tra mọi dòng mã hóa rồi mà. Đẹp quá. Thật là tuyệt vời Marco. Ta chưa từng xem thứ gì đẹp như vậy. Đã nhẹ đó là quà sinh nhật bất ngờ dành cho ngài. Thân biết ngài rất thích pháo hoa. Có vẻ như Marco đã lấy lại được lòng tin của nhà vua rồi. Giỏi lắm kỳ không. Dù cậu đã nghĩ ra cách gì đi chăng nữa, này cậu ấy chỉ là trợ lý của tớ thôi. Quân quý tép có đúng không? Người có thể tha thứ cho ta vì đã nghi ngờ ngươi không? Hãy nói bất cứ thứ gì và ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi. Người muốn về nhà. Ta có thể thấy điều đó trong mắt của nhà người. Ngài giống như một người cha với thần. Thần rất buồn khi phải ra đi, nhưng thần cũng mong muốn được trở về nhà thêm một lần nữa. Vậy thì người sẽ được về nhà. Và hãy mang theo pháo hoa về Ý như một món quà chia tay của ta. Ta biết người cũng thích pháo hoa mà, đúng không, bạn của ta? Thần sẽ không bao giờ quên ngài. Ta sẽ nhớ người Marco Polo. Được rồi, đã đến lúc biểu diễn ảo thuật thật sự rồi. 3, 2, 1. Các ngươi là một lũ ngốc. Ta chịu hết nổi các ngươi rồi. Nhưng đủ rồi. Thế nào thầy giáo? Ngươi có thích ở sau song sắt nhà tù ảo chật chội đó chứ? Kể cả ta có bị nhốt đây thì nhà ngươi cũng chẳng thể thay đổi được lịch sử. Thừa nhận đi hết cơ. Nhà ngươi là một kẻ thất bại. Im đi Capic. Không ai được gọi ta là một kẻ thất bại. Lần sau những gã virus sẽ được hoàn thiện. Và lịch sử, lịch sử, lịch sử sẽ là lịch sử. Xin lỗi ạ. Không sao, nhưng chạy chậm thôi. Vẫn nóng. Ngon quá. Rất ngon đúng không? Món lợn lòi luôn là món ngon nhất của đất này. Lợn lòi. Ha 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 ha